Tôi nghĩ rằng da tôi đã trắng rồi, thế nhưng dưới một số góc thì ánh sáng làm xuất hiện một số sắc tố một cách rõ ràng. Với ba thành phần chính là ngọc trai, nhân sâm và linh chi, kem Rosanna mang đến cho làn da của bạn năm tác dụng như làm trắng da, chống lão hóa, ngừa mụn, liền sẹo và làm mờ các vết thâm nám. Giờ đây tôi đã hoàn toàn tự tin với làn da của mình khi sử dụng kem Rosanna. Rosanna cho bạn vẻ đẹp vượt thời gian.